Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay cho các em tới cái bài 15 ở trong cái phần ôn tập chung 1. Phần bài tập này rất là dài. Nếu mà làm trắc nghiệm mà chọn không mà không giải thích cho các em á vì sao thì rất là nhanh em. Nhưng tại vì thầy phải giải thích ra rồi kiểu như tự luận nên 30 bài rất là dài em. Bây giờ mới có nửa chặng đường thôi, tới bài 30 rồi. Trong clip hôm nay chúng ta đi sang bài 16 em nhé. Ok, ta có bài 16. Cho điểm M có tọa độ là hoành độ của chúng ta là 3, tung độ là âm 4. Kẻ M, M1, vuông góc với OX. Như vậy thì ở đây các em thấy này. Nếu giả sử như ở trong cái hệ trục tọa độ chúng ta ở đây. Nhìn này, thầy vẽ xíu để chúng ta dễ hiểu cái bài này hơn nhé. Đây là Y, đây là X. Như vậy 3 âm 4 chứng tỏ cái điểm M đây là 1 này, 2 này, 3 đi, âm 4 thì nằm lên âm 1, âm 2, âm 3. Giả sử âm 4 ở đây đi nha, chứng tỏ M là như này, vuông góc OX, vuông góc với OY. Đây chính là O này nha. Như vậy đây là M này. Giả sử đây là M1 đây, đây M2 đi. Có đúng chưa? Như vậy thì kẻ M, M1 vuông góc OX, M2 vuông góc OY khẳng định nào sau đây là đúng. Như vậy sau khi mà chúng ta kẻ thì em thấy cái vector OM2 với OM1 thì bằng bao nhiêu em? OM1 mà M1 nó nằm ở trên cái trục OX chứng tỏ nó là cái gì? Hoành độ của nó sẽ là bao nhiêu? 3 và tung độ của nó là bằng bao nhiêu em? Sẽ là 0. Có đúng không? Chứng tỏ ở đây anh ấy sai này. O1. Anh ấy âm 4 chứ không phải là 4. Chứng tỏ anh ấy có A có B sai rồi đấy. Như vậy đây OM1, đây OM2 này. Sẽ bằng đây chính là 0 là âm 4, chứng tỏ câu A câu B này chúng ta loại rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra câu C và câu D. Như vậy thì ở đây thầy sẽ có này. Như vậy thì cái vector OM1 cộng vector OM2 sẽ bằng như em? Có phải bằng là 3 cộng 0 không? Bằng 0 cộng cho âm 4. Có đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây nó sẽ có tọa độ là 3 với lại âm 4. Như vậy thì ở đây nó sẽ... Đây, câu D là đúng này. Đây, bài giải của thầy. Bài 16 em. Được chưa? Chúng ta đi sang bài 17 nha. Tăng tốc độ lên một chút được không em? Thầy dạy chậm thì chắc chắn cái việc ra clip nó sẽ chậm hơn. Tại vì thầy phải giải thích mà. Còn nếu mà thầy sợ làm nhanh thì là các em là không hiểu. Nghiệt như vậy các em ạ. Nó không thể đẩy nhanh tốc độ được. Rồi ok, phần nào thầy có thể lược bỏ thì lược. Nhưng mà chúng ta vẫn hiểu là được. Chúng ta đi sang bài 17. Ta bài 17 các em. Trong mặt phẳng tọa độ OXY có AB, tọa độ trung điểm Y của đoạn thẳng AB. Như vậy thì cái bài này rất là dễ các em. Chúng ta gọi Y có cái tọa độ XY. Như vậy thì là trung điểm của AB, là trung điểm của đoạn thẳng AB ha. Như vậy thì theo công thức mà chúng ta đã biết rồi, như vậy X này sẽ bằng là gì? Lấy tọa độ của A cộng cho B, XA cộng XB chia 2. Y này sẽ bằng YA cộng YB mình chia 2. Như vậy đây các em lấy 2 cộng cho 4 chia 2 thì bằng 6 chia 2 thì bằng 3. Ở đây chúng ta lấy âm 3 cộng cho 7 chia 2 bằng 4 chia 2 thì bằng 2. Như vậy Y chúng ta có tọa độ là 32 các em ạ. Như vậy đây chính là câu C. Đáp án C. Đúng. Được chưa? Đối với những bài này thì rất là dễ. Tại nó đã có sẵn công thức rồi. Có đúng chưa? Ta đi sang bài 18 em nhé. Ok. Ta có bài 18 nha. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho điểm AB, tọa độ vector AB.
Tọa độ vector AB nghĩa là cái em sẽ lấy XB theo công thức là trừ XA, IB thì trừ IA. Thì các em ráp ra thôi. XB ta đây là 10 trừ cho 5, IB ta 8 trừ cho 2. Như vậy tọa độ ta đây là 5, 6. Như vậy ở đây tiếp tục là cục C. Những bài này nó đã có sẵn công thức không lập luận hết, chúng ta tính toán rất là nhanh và dễ hiểu các em ạ, rất là khỏe ha. Nên thầy sẽ làm nhanh. Ta đi sang bài 19 nhé. Ta có bài 19 nha. Cho tam giác ABC có BC, MN lần lượt là trung điểm của AB và AC, tọa độ của vector MN. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì các em? Nếu như bài này á, nếu như bài này mà người ta cho sẵn cái điểm A nữa, chúng ta sẽ tính được M và N, sau đó các em sẽ tính được vector MN. Nhưng ở đây không có điểm A thì chúng ta sẽ làm cách khác các em ạ. Như vậy thì chúng ta có này. Chúng ta vẽ cái hình ra thì thầy sẽ dễ giải thích hơn ha. Cho tam giác ABC đây. Có cái hình rồi chỉ các em dễ các em. Đây. Ví dụ hình vẽ như này, A, B, C. BC kệ nó, cứ để nó đi. M là trung điểm của AB. Nhìn nữa nè, N là trung điểm của AC. Đó, như vậy thì ở đây các em người ta yêu cầu các em tính vector MN. Như vậy thì các em thấy MN chính là đường trung bình của tam giác ABC thì nó sẽ bằng 1/2 BC. Mà BC đã có rồi, chúng ta tính vector BC nó là ra thôi. Đúng không nào? Như vậy thì sau khi vẽ hình thì chúng ta thấy MN là đường trung bình. Của tam giác ABC theo tính chất đường trung bình thì chúng ta có MN cũng như là vector MN chỉ bằng 1/2 vector BC. Được chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta tính cái thầy cái vector BC ra. Như vậy thì bằng 1/2 nhân với vector BC rất là dễ. Các em lấy C trừ B là 11 trừ 9 ở hoành độ, -1 trừ cho 7 ở tung độ. Có được chưa? Như vậy thì bằng 1/2 cứ để nó đi. 11 trừ 9 thì bằng 2. Đây là -8, như vậy nhân 1/2 vào thì nó sẽ bằng 1. 1/2 nhân vào đây là -4. Như vậy vector MN sẽ có cái tọa độ là 1, -4. Rất là dễ em. Đây, đáp án B. Các em hiểu cái cách làm chưa? Làm một cách tính chứ nào. Không cần biết tọa độ điểm A, chúng ta vẫn tính được ra với tọa độ của vector MN. Ok. Ta đi sang bài 20 em nhé. Đó, đang ăn B các em nhé. B. Rồi, đi sang bài 20 nhé. Ta có bài 20 các em. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho 4 điểm A, B, C, D có tọa độ rồi các em ha. Khẳng định là sau đây là đúng. Vector A, B, C, D đối nhau. Rồi, thẳng hàng. Như vậy đối với cái bài này á, chúng ta chỉ cần tính giùm thầy cái tọa độ của vector AB bằng và vector CD bằng giùm thầy. Như vậy AB thì ở đây chúng ta lấy B trừ A, lấy 7 trừ 3 thì bằng 4 này. 1 trừ cho trừ 2, 1 trừ cho trừ 2, 1 trừ cho trừ 2 thì bằng 3, 4, 3. Vector CD chúng ta lấy D trừ cho C, như vậy thì nó còn -8 trừ 0 thì vẫn là -8. Trừ 5 trừ 1 thì bằng trừ 6. Em thấy nào? Như vậy thì ở đây ta có vậy. Ta có cái là cái vector AB. Các em thấy 4 thì đây là -8, 3 thì -6 thì chứng tỏ đây là nó gấp là -2. -2 lần, hay nói cách khác vector AB sẽ bằng -1/2 vector CD. Ha? Thì từ cái đẳng thức này chúng ta suy ra vector AB như nào so với vector CD các em? Vector AB và vector CD cùng phương, cùng phương, nhưng mà có dấu trừ này thì nó sẽ gì? Ngược hướng, nhân ngược hướng. Được chưa nào?
cùng phương nhân ngược hướng. Như vậy thì ở đây chúng ta có cùng phương nhân ngược hướng, ở đây chúng ta có đáp án B là đúng nhé. Được chưa? Đây là đáp án B. Ok. Ta có bài 21 nhé. Rồi, ta có bài 21 nha. Cho ba điểm A, B, C, khẳng định nào sau đây là đúng? A, B, C thẳng hàng. Vector AB và BC cùng phương. Không cùng phương, cùng phương. Đối với cái bài này á thì chúng ta tính giùm thầy đó chính là vector AB và vector AC nhá. Chúng ta có vector AB thì chúng ta lấy B trừ A, nghĩa là lấy 5 trừ cho trừ 1. 5 trừ 5. Như vậy đây nó sẽ bằng 6, 0, đúng không? Vector AC thì lấy C trừ cho trừ 1. Thầy lỗi nhé. Trừ 1, trừ 1. À, 11 trừ 5 thì bằng gì? 0, 6. Đó, vector AB thì bằng 6, 0 mà vector AC thì bằng 0, 6. Như vậy hai cái này có liên quan vào nhau không em? Không. Hả? Như vậy chúng ta suy ra không tồn tại. Chúng ta suy ra nó không tồn tại một cái số K thuộc cái tập số thực nào đó, mà để cái vector AB nó sẽ bằng K nhân cho vector AC. Nó giống như cái bài 20 các em. Bài 20 đó nè. Khi nó không có tồn tại số K này thì chứng tỏ vector AB và vector AC này có cùng phương không em? Không cùng phương đó nè. Nên chúng ta suy ra cái vector AB và cái vector AC không cùng phương. Không cùng phương. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta xem, đó chính là đáp án C. Được chưa nào? Không cùng phương. Được chưa? Chúng ta đi sang cái bài 22 em nhé. Ok. Ta có bài 22 em. Cho vector A 3 âm 4, vector B âm 1 2, tọa độ của vector A cộng vector B. Bài này rất là dễ, thầy làm nhanh ha. Thì để tính được tọa độ của vector A cộng tọa độ vector B thì chúng ta sẽ lấy gì? Hoành độ cộng hoành độ, tung độ cộng tung độ. Được chưa? Như vậy thì ở đây các em sẽ lấy 3 cộng cho âm 1. Ở đây chúng ta một vuông tròn luôn đi. Âm 4 cộng cho 2. Như vậy thì 3 cộng âm 1 thì bằng 2. Âm 4 cộng 2 thì bằng âm 2. Vậy với tọa độ vector A cộng vector B sẽ bằng là 2 với âm 2. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn là câu B. Chúng ta đi sang bài 23 các em nhé. Bài 23. Bài 23 các em. Cho vector A, vector B. Như vậy thì đây là trừ em ạ. Như vậy thì để mà trừ thì các em sẽ lấy hoành độ của A trừ hoành độ của B, tung độ của A trừ tung độ của B. Vậy thôi. Được chưa? Như vậy thì ở đây các em sẽ lấy là âm 1 trừ 5, 2 trừ cho trừ 7. Như vậy thì âm 1 trừ 5 bằng trừ 6. Trừ trừ thành cộng nữa bằng 9 ở đây. Trừ 6 cộng 9 ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có là đáp án C. Nhìn lên là thấy ngay. Các em thấy chưa nào? Đó. Ok. Được chưa? Các em hiểu đúng không nào? Rồi, trong clip hôm nay chắc có lẽ tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ làm cho các em ở từ bắt đầu từ bài 24 cũng như là clip cuối cùng của phần ôn tập chương 1 này. Sau đó chúng ta sẽ có thể nếu rảnh thì thầy sẽ cho các em một cái đề kiểm tra một tiết. Rồi chúng ta sẽ qua chương 2. Các em có đồng ý không nào? Ok.